Mến chào quý vị các bạn, hiện tại mình đang có mặt tại điếu mai của anh Sự ở vùng Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang để tiếp tục quay video chia sẻ cho quý vị và các bạn xem thêm một số phô mai ha. Giá rất mềm luôn, chỉ vài trăm thôi. Rất mong quý vị ủng hộ cho anh Sự ha. Ôi, chào anh. Rồi, 800, kính chào cô chú anh chị em, cho mình nước. Nay em quay cho cô chú anh chị cũng có mấy chục cây, cũng giá mềm, giá rẻ cho cô chú anh chị mình đi chơi ha. Thì cũng chân thành cảm ơn cô chú gần xa đã ủng hộ em mấy lúc vừa qua, em chân thành cảm ơn nhiều ạ. Thì cũng ngày mới chúc cô chú anh chị em cho mình nước Đức mình được nhiều sức khỏe ra và thành công việc. Rồi không phải chờ lâu, em vô mãi số 1 đầu tiên cô chú anh chị em nhớ giùm em là cái ngày ha. Tại vì em cũng quay số 1 nhiều quá đi, em không để ABC. Rồi cô chú anh chị em mình nhớ giùm em cái số 1 ngày mấy giùm em ha. Con cây này bonsai quá đẹp cô chú. Này cây lùng lực hay mấy để bàn đẹp quá, hoành thân 19 cô chú. Cái cũ mình 26 á, mai luôn đầu đóng cái cũ nè cô chú, nó gần 27 mình tính 26 thôi. Con cây này lùng lực rất đẹp ha. Đó, cây này để bàn đẹp nè. 3 tấc 7 ha. Đó để nơm ha. Đó cây này quá đẹp rồi cô chú. Rồi cây này 300k ha cô chú. Số 1, mãi số 1 đầu tiên có 300k, quá đẹp. Nó mai lúc nào cũng đóng cái cũ nha cô chú. Rồi mãi số 2. Rồi này em chưa không có làm đế gì ha. Là hoành thân 19 ha. Chiều cao nó 67. Nó có đế, tay cầm cũng đẹp, đẹp ha cô chú. Rồi cái này cho cô chú chính giá là 250 nha ha. 250. Rồi 250 con cây mai về chơi cô chú ơi. Rồi tiếp tục mãi số 3. Rồi, cái này cắt lùng lực đẹp ha. Này cắt lực không có cắt nữa nè. Rồi hoành thân là 19 luôn ha, cái cũ. Cũ chị em nó là 27 nữa ha cô chú. Rồi em lấy hết chiều cao luôn đi. Cô chú anh chị em chỉ muốn chơi cao chơi ha. 94. Chiều cao. Rồi cái này giờ cô chú giá là 300k thôi ha. 300. Nó có 300k con cây mai chơi cô chú ơi. Rồi, cây này quá đẹp luôn. Hoành thân là 20. Còn cũ em nó cũ 27 nha cô chú. Mai lúc nào nó cũ chà bá rồi nè. Cũ ở đây còn nở thêm nữa ha. Đó, đóng cũ đồng dình nha, tay cành đều rang. 62 chiều cao. Rồi cây mã số 4. Rồi cây Zalo cô chính với 350 luôn ha. Bán mau lẹ cô chú ơi. Rồi, cây mắc tre mắc gút luôn. Rồi cây này cắt xuống này đẹp. Chị chưa cắt cây này nữa, cắt cây này nhìn đẹp liền cô chú ơi. Hoành năng 20. Cây cũ 29 nè. Hoành 20 cũ 29 nè. Rồi em lấy tới ngày lùng lực chỗ này thôi cô chú ơi. 4 tấc 4 nè. Nó muốn để cao để giót đọt luôn ha. Cắt này về cây này cây mắc tre gút ha, rồi 350 luôn. 300. Đó, mũ đế về cục chà bá lửa thì 350 luôn. Chim dễ chơi. Rồi mã số 6. Rồi hoành thân 17 ha. Chiều cao nó 53. Rồi cái này giao lưu của chính giá 150 thôi. Rồi, 150 của chú anh chị về chơi ha, con cái mai mình chơi được rồi. Rồi chưa làm đế chưa cắt luôn, hoành thân 17. Rồi chiều cao lấy cái chừng 70 thôi ha. Chiều cao 60 ta cành đều răng nè. Rồi cái này giao lưu của chính giá 200k thôi. Nó ta cành đều giùm nuôi cành chơi ha. Yeah. Rồi tiếp tục mã số 8 chưa cắt luôn. Rồi cái này ba cái cũ đi. Đây hoành thân 17 ha. Cái cũ nó là 25. Đó mai lúc nào cái cũ toàn dình của chú chị người cắt này ghép cũng được ha. Rồi 200k luôn đi. Rồi bán bao lẻ của chú ha. Rồi mã số 9. Lùng lực. Cái hàng này vừa ghép đây mà. Đo vị trí này là 18 nha cô chú. Cũ em đó, đo cũ cho cô chú nha. Cũ bự lắm. Cũ 27 nè. Đó, nó mai lên làm cũ để đẹp ha. Rồi cái này cho lô cũ nhân giá 250 luôn. 250 luôn. Rồi mã số 10. Hoành thân 17 ha. Cũ chỗ này là 21. Rồi chụp cam lấy 80 thôi ha. Đó, về mình cắt xuống, nói chung cắt xuống cành lùng lực đẹp cô chú ơi. Cắt xuống đi. Chưa thời gian cắt rồi. Cắt lồng lực lấy 5 tắc đây. Rồi 200 luôn. 200. Bán mau lẹ luôn. Rồi như hàng này em đưa ra là em hết đâu có bớt gì được, sách thì được nha cô chú. Cô chú mình coi cái nào mình hợp nhãn mình ủng hộ em ha. Rồi hoành thân là 18 ha. Rồi cây lồng lực cái này cây mắc tre mắc cút rồi. Rồi chiều cao nó 62, cây 11 nhớ không nhớ giùm cái mã giùm nha cô chú, nãy cũng quên đọc mã rồi. Rồi 200k luôn. 200. Rồi thấy ghê luôn, chưa rửa luôn nữa nè. Rồi hoành 21 ha, củ to à. Củ chỗ này 30 đúng nha cô chú à, củ 30 vậy nè. Rồi 250 nha cô chú ơi. Đó, có 250 nha, về cắt tỉa lại giùm ha. Ôi dồi, cây này lực, cây này lực ghê không. Rồi mã số 13, hoành 23 cô chú. Ôi dồi, củ này quá trời, củ lớn, củ 34 nha cô chú. Hoành củ 33 quá sợ, cái này lực đẹp rồi. Chiều cao nó 5 tấc 2 rồi, cái này cho luôn cũng giá là 400k ha. 400. À, 400k thôi.
Rồi mã số 14 em. Mùa hành thân 18. Cái cũ nó là 30 trắng nè cô chú, dạ. 30 thấy không? Luôn đầu cái cũ nha. Mai luôn là đóng cái cũ nha, đế ra đẹp, cái này đế đẹp. Đó, chiều cao lấy 60 được ha. Chiều cao 668. Rồi cái này giao lưu cô chú 300 ha. Quá trời đế vừa cũ này đẹp ghê, 300k cô chú. Rồi mã số 15. Chưa cắt tỉa nữa không. Rồi hoành thân em nói là 18 nha. Cũ nó xích đây 21 rồi. Rồi đó, xưng được nha. Có dư rồi đó cô chú ơi. Rồi có 1 rồi 250 cô chú ơi. 250. Rồi tiếp tục mã số 16 nha. Em lùng lực đây. Rồi hoành thân 22. Cái cũ là 29 nha cô chú. Cũ luôn nào có cũ nha. Chiều cao 4 tấc rưỡi nha. Cái lồng lực đẹp quá, tài cành cứng khờ gan. Rồi cái này giao lưu cô chính chỉ là 350 thôi. 350. Rồi mã số 17 ha. Đó, đế đẹp nè, cái này đế nơm đẹp nè, hoành thân 16. Chiều cao nó là 50 ha. Đó, đế đẹp đẹp không? Giá mềm mềm rồi 250 ha. Hai cái này 250 quá đẹp cô chú. Đấy 250 cái này đẹp quá nè, đế đẹp quá. Rồi tiếp tục mã số 18 nha. Rồi cái này màu đế nơm. Rồi hoành thân 22 ha. Rồi, cái bộ chạc đế của nó nè. 41 nha chú. Rồi. Chạc đế cho này 41 y như cái cũ. Quá tài chưa. Rồi Zalo cô chú chỉ là 350 luôn ha. 350. Này đế đẹp quá nè cô chú. Cây nó quá đẹp. Rồi cây lồng lực nữa. Mã số 19. Nhớ giùm mã số của chú. Rồi hoành thân 23 ha. Trời ơi cũ cái này nè. Cũ 30 trắng của chú, thằng cũ vậy nè. Hết thằng cũ này, để nơm ha, bộ để nơm luôn. Tại cần điều quen lực không à. Rồi chiều cao 567 ha. Rồi giao lưu cô chính là 450. 450 ha. Trời ơi, cũ hết thằng cũ này luôn. Rồi mã số 20. Rồi vị trí này là 19 nha cô chú. Chiều cao nó là 65 ha. Cái này tại cần đẹp 200.000 thôi. 200k, tay cành đẹp nè. Đế nơm. Rồi. Rồi mã số 21. 21. Cái này lồng lực không ha, hoành 16. Chiều cao nó 4,5 nha, cái này đế đẹp quá trời, bộ đế đẹp lắm cô chú. Cái này 2,5 nha. 2,5. Quá trời đẹp nè. Nó đế bộ đế còn chứ chưa đế nơm nơm cơ mà. Rồi 250, mã số 21. Rồi tiếp tục mã số 22 qua. Wow. Vừa cũ vừa đế vừa tàn cái này đẹp quá đẹp đây cái này hoành 20 ha, cũ chỗ này nó 26 nè cô chú. Rồi chiều cao nó 7,4 ha. Rồi 300 luôn, 300 cho mã số 22. Rồi tiếp tục mã số 23. Rồi hoành thân 16, chiều cao nó 60. Rồi 200k luôn cô chú ơi, tài cành đẹp rìu rang luôn nè, 200k. Rồi xuống cây luôn. Rồi, con cây này không cắt tỉa luôn. Rồi, cây này không cắt tỉa nhìn thấy nó hơi xấu một chút em. Hoành 20. Cũ gì 25 nha cô chú. Cái này lấy cắt về ghép đi cô chú ơi. Rồi bán cái này cho cô chú chịu giá 150 thôi ha. 150 thằng hoành bự nè. Và mã số 24 là 150 nha cô chú. Quá rẻ luôn. Cây chà bá lửa con 150 luôn. Đâu ra. Hoành chà bá lửa luôn à. Hoặc hoành 17 ha. Cái cũ 24 nha cô chú. Chiều sổ của nó là 16 cm ha. Cái này chiều sổ nè. Mã số 25. Rồi cái này giao lưu của chúng giá là 200 luôn ha. 200. Mã số 26 qua wow, sức cái này. Hoành thân là 20 đúng. Cái cũ 30 đúng cô chú ơi, cái cũ nó vậy nè. 29, cái cũ 29 không được 30 ha. Đó cũ đồng dình nha ha. Đây, nguyên ốc cái đồng dình vậy nè. Cây lùng lực đẹp ghê, cây vàng. 3 tấc 3. Rồi cái này giao lưu của chúng giá là 300 ha. 300. Em này quá xá đã này. Rồi một cái cũ hoành thân 18 nha. Tới mã số 27 cô chú. Hoành 16 18. Rồi cũ ốc này là gần 28 là mình tính 27 nha. Nguyên ốc vậy nè. Rồi 200k luôn cô chú ơi. 200. Rồi, bán cho ma lẹ đi. Còn ít em bán. Chú này em xả thu hồi vốn luôn rồi. Rồi hoành 16 em, này bộ đế đẹp quá nè. Đế này qua đây tới 3,5 tấc nha cô chú. Này trồng chậu 4 tấc nó vừa ha. Thấy chứ bộ đế này trồng chậu 4 tấc á.
Rồi cái này Zalo Quýnh với giá 250 nè. Qua cho bộ đế đẹp. Y như thú. Rồi mã số 29. Rồi hoành thân 16 nha. Này mình nuôi tàn lại ha. Rồi chiều cao lấy 60 thôi. Rồi 200k. 200. Cái này chưa có rửa, chú bán rẻ đi. Hoành 20. Cũ cho này là 28 cô chú. Đó, hoành 20 rồi 200k luôn cô chú ơi. 200 luôn. Nó về cắt lại ha. Rồi mã số 31. Nó quên đọc mã số của chú, cho em nhớ mẹ mã số của chú, hoành thân 16 ha. Rồi cái này 200k luôn, nó bộ đế đều nè. Đế đẹp nè, chỉ có 200k thôi. Cái này chưa không cắt tỉa cũ rồi, cũ quá sức cũ, hoành 20. Còn cũ chỗ này nè, nó rồi về là 35 nha cô chú, cái cũ vậy nè. Thôi khỏi đi. Rồi 35 cũ nè, rồi 200k luôn cô chú ơi. Đó. Qua wow, tại cũ thì bán 200, tại chưa sửa sang nhìn thấy được đẹp chút nha cô chú. Rồi mã số 33. Rồi rồi cây 34 luôn. Rồi hoành đăng 20. Cũ chỗ này là 27 nha cô chú, luôn nào cũ ha, cái này ta cành đều rang đẹp nè. 91. Mã số 33. Rồi 300 cô chú. 300. Này đế đẹp quá. Rồi tiếp tục mã số 34 là cũng là mã số clip nha cô chú. 34. Rồi hoành thân là 21 em. Nó y như đế, bộ đế y như con ngựa cô chú. 73 chiều cao. Đó, bộ đế này y như ngựa luôn. Không có sạch rửa nha. Cái này đế đẹp nè. Rồi cái này giao giao lưu cô chính giá là 350 ha. 350. Qua wow, bộ đế nó y con ngựa luôn cô chú. Dạ. Ta cây mất tem mất gút rồi. Rồi thì cô chú anh chị em xem clip ủng hộ cho em cái hàng này thì em bán sát giá một chút. Dạ. Thì em bán vậy mà đâu còn bớt được, cây có mấy xị mới xị đi phí ship mua hết rồi. Nó đi phí ship cây này cũng 70k này nè. Dạ. Đó rồi em bán thì sát giá một chút nè. Cây nào coi cô chú anh em thấy cây nào vừa hợp ủng hộ em ha. Rồi em cảm ơn rất nhiều ạ. Cảm ơn quý vị đã xem hết video ha. Chúc mong quý vị ủng hộ cho sự chào quen em ạ.